Tin giáo sứ Bình Hòa Ngày 20 tháng 5 năm 2018, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo sứ Bình Hòa đã long trọng tổ chức thánh lễ bế giảng các lớp giáo lý niên khóa 2016-2018 và nghi thức tuyên hứa của các lớp bao đồng 4 vào lúc 8 giờ do cha Dư Xe Nguyễn Minh Thiên dòng thừa sai Đức Tinh chủ tế. Sau bài giảng, cha Dư Xe đã chủ sự nghi thức tuyên hứa của 16 em lớp bao đồng 4 trong suốt những năm tháng học của các lớp giáo lý, từ khai tâm cho đến bao đồng. Giờ phút này, các em chính thức được sai đi sẵn sàng dấn thân phục vụ và làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đang còn nhiều cám dỗ và thử thách. Sau thánh lễ, cha tranh sứ Paulo cũng đã tuyên bố bế giảng năm học giáo lý và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý sơ, các anh chị giáo lý viên, các huynh dự trưởng đã cộng tác dạy dỗ, củng cố đức tin cho các em. Tiếp đến là phần trao giải thưởng cho những em đã đạt thành tích tốt trong học tập và trong đời sống đức tin. Phần thưởng gồm truyện tranh các thánh, tranh ảnh cùng với những dụng cụ dùng trong học tập. Ngoài ra, còn có sự khen thưởng dành cho các em siêng năng tham dự thánh lễ chiều thứ năm hàng tuần bằng chuyến đi chơi công viên nước. Được biết sau thánh lễ bế giảng, các em sẽ được nghỉ hè đến cuối tháng 7. Nhưng trong thời gian nghỉ hè, các em sẽ tiếp tục được học hỏi và sinh hoạt về phong trào thiếu nhi thánh thể do các anh chị huynh trưởng hướng dẫn để chuẩn bị cho hạ trễ vui tại giáo sứ vào tháng 7 sắp tới.